30 giây lại có một đợt lính mới 6 con được sinh ra và trung bình 1 phút thì sẽ có 12 lính. Trừ đi thời gian biến về, thời gian chết thì trong những trận đấu chuyên nghiệp, người chơi thường đạt mức farm trung bình là 10 con 1 phút. Còn trong những trận đấu xếp hạng thì việc giao tranh quá nhiều, không kiểm soát được tầm nhìn. Thêm cả lớp tướng sát thủ khá được ưa chuộng thì việc farm được 10 con lính 1 phút là thật sự khó khăn. Tuy nhiên hãy đặt ra mục tiêu cho riêng mình, có thể không phải là 10 con, nhưng 6 đến 7 con 1 phút là hoàn toàn khả thi đúng không? Hãy cải thiện điều này bằng cách di chuyển hợp lý để đón những đợt lính. Đầu tiên nhất là đừng đổ lỗi cho việc bên bạn đang thua nên bạn sẽ farm đỉnh kém. Khi bên bạn đang yếu hơn thì lính bên bạn cũng sẽ yếu hơn, do đó lính địch sẽ luôn ở trạng thái đẩy vào. Vậy nên, lúc nào cũng có đủ lính cho bạn farm. Giờ đi sâu hơn nhé. Cần nói trước, đây chỉ là kinh nghiệm của bản thân mình cũng như qua phân tích replay nên rất mong nhận được sự góp ý của mọi người. Trước hết, bạn cần phải biết bạn đang chơi vị tướng nào, có thể chia tạm làm hai kiểu. Kiểu thứ nhất là những vị tướng tanker, không cần quá nhiều đồ, hoặc các pháp sư, sát thủ có khả năng dọn dẹp lính kém. Kiểu này thì bạn đừng đặt nặng chỉ số lính quá, hãy giao tranh theo đồng đội hoặc bắt lẻ với các sát thủ. Kiểu thứ hai là các đấu sĩ chuyên đẩy lẻ và các vị tướng xạ thủ, pháp sư có kỹ năng farm lính tốt. Kiểu này thì chắc chắn bạn phải luôn đảm bảo chỉ số lính, vì nếu thật bạn sẽ trở thành người vô dụng. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về xạ thủ, những người đặc biệt luôn luôn cần farm lính. Làm thế nào để những người chơi vị trí này đảm bảo chỉ số lính tốt? Thứ nhất, bạn hãy luôn luôn đẩy hết đợt lính trước khi ra một mục tiêu lớn như rồng, sứ giả hay baron. Cái này không chỉ giúp bạn cải thiện chỉ số lính, nó còn có tác dụng trong macro nữa. Ở đây, rồng chuẩn bị ra, EZ sẽ đẩy hết đợt lính thật nhanh trước khi ra rồng. Khi bạn đẩy lính xong thì sẽ tạo thành áp lực ngược về phía đối thủ. Họ sẽ có hai lựa chọn, một là bỏ lính, đồng nghĩa với việc mất vàng, mất tầm nhìn, mất máu trụ. Hai là quay lại và farm lính, họ sẽ ra mục tiêu chậm hơn so với bạn. Giống như Jerry đang làm. Hoặc đơn giản như Saya đẩy lính nhanh nhưng không ra rồng. Thay vào đó, cô ấy gây áp lực lên trụ bot của đối thủ, buộc Ori và Raikan phải ra phòng ngự. Điều này cũng giúp cô ấy được farm thêm lính và dừng ăn rồng dễ dàng hơn. Cần lưu ý là bạn phải đẩy lính thật nhanh nhé. Mình từng thấy khá nhiều người chơi thấy rừng đang ăn rồng vẫn ngồi canh last hit từng con. Làm như vậy sẽ clear lính chậm, do đó sẽ không tạo được áp lực lên đối thủ. Hoặc như người chơi Varus này. Sau khi đã hạ gục hai người chơi bot đối thủ, tức là không còn nguy hiểm, anh ấy lại biến về khi rừng đang ăn rồng, còn lính thì vừa chạm mặt nhau. Thay vì như vậy, anh ấy nên dừng biến về và dọn dẹp lính thật nhanh. Vừa thêm chỉ số lính và vừa tạo áp lực giúp rừng ăn rồng. Sang ý thứ hai, nếu team bạn đang thua, đừng mù quáng chạy theo những pha combat liên tục 24/24 của đồng đội. Và nếu trụ một đã mất, hãy chuyển hướng ra mid, bởi vì đây là đường an toàn nhất dành cho bạn farm lính. Giống như Lucian đang bỏ qua giao tranh ở bot và tiếp tục farm lính ở mid. Bởi vì anh ấy biết anh ấy sẽ đến không kịp, mà kể cả có đến kịp thì cũng không thắng được giao tranh vì team đang quá thọt. Thay vì thế ở lại mid và đón đợt lính sẽ tốt hơn. Tất nhiên là trừ những pha giao tranh lớn xung quanh mục tiêu nhé. Còn nếu như bạn đang xanh, hãy tích cực lấy những bãi quái rừng mình nếu như người đi rừng đang không farm ở cánh đó, còn bạn thì không còn gì để farm nữa. Thậm chí là luôn ưu tiên cướp hết rừng của đối thủ. Hãy nhớ để an toàn, luôn đánh trên cùng một đường nhịp độ với đồng đội như mình đã chia sẻ trước đó nhé. Bonus cả nhà, một pha combo combo khá đẹp mắt của team xanh. Cuối cùng, đừng cố gắng chơi Aram ở đường giữa. Hãy quan sát những đợt lính chuẩn bị ra ở hai cánh và chuyển hướng sang đó khi đã hết cái để farm ở mid. Tất nhiên, hãy cố gắng di chuyển qua những khu vực mà bên bạn đã kiểm soát tầm nhìn. Giống như Rell đang cố gắng thu hút đối thủ và kiểm soát tầm nhìn sâu trong rừng đối phương để xạ thủ đi farm lính ở cánh dễ dàng hơn.
Isaiah sau khi đã farm xong ở top, lại quay trở lại và đón đợt lính tiếp theo vừa ra đến nơi ở mid. Rất nhịp nhàng. Còn đây là những người chơi ở bậc xếp hạng vàng. Sau khi đã tiêu diệt 3 người của đối thủ, họ lại dồn cả 5 người chơi Aram ở mid. Điều này là không cần thiết vì quân số bên địch chỉ còn 2. Hãy chia người ra bot hoặc top để lấy những đợt lính đang đến. Một tip nhỏ cho những người chơi hay ra cánh farm. Đó là hãy tiêu diệt những con lính đánh xa trước vì nó dễ làm bạn farm trượt. Sau đó mới đến những con lính đánh gần. Chắc chắn bạn sẽ cải thiện chỉ số lính hơn nó. Hy vọng video này có thể giúp ích được cho bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại.